Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương tiếp tục bị soi chi tiết đã nghỉ chơi với nhau. Từng là đôi bạn thân thiết, Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương bất ngờ bị netizen soi loạt chi tiết nghi đã nghỉ chơi với nhau. Trong khi người trong cuộc quyết không lên tiếng, dân tình tiếp tục phát hiện ra clip tìm qua đường bắt cận khoảnh khắc Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương bị cho là cố tình bơ nhau tại sự kiện ra mắt phim Bố Già của Trần Thành. Dựa vào clip, có thể thấy Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương không đứng cạnh nhau như bình thường mà đã bị ngăn cách bởi Trịnh Thanh Bình và Lý Kim Cương. Đáng nói, trong khi Trúc Nhân rất vui vẻ và tương tác với mọi người xung quanh, Lưu Hoàng Dương lại mặt lạnh tanh, tay không rời điện thoại. Đáng chú ý nhất, chỉ ít giây sau đó, Lưu Hoàng Dương đã lướt nhanh qua mặt Trúc Nhân như người dưng ngược lối. Anh sang đứng cạnh Quang Trung và cười đùa vui vẻ. Thái độ của đôi bạn thân đình đám đang làm netizen thêm nghi cả hai đã toang. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng do sự kiện quá đông nên cả hai không tương tác. Lưu Hoàng Dương di chuyển là để cân bằng khung ảnh chụp dàn nghệ sĩ. Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương đều là học trò của ca sĩ Thu Minh. Không những vậy, cả hai càng trở nên thân thiết khi nằm trong nhóm cờ cá ngựa cùng với Trấn Thành và Quang Trung. Bộ tứ này thường xuyên xuất hiện cùng nhau ngoài đời lẫn trên sân khấu. Thậm chí từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì sự ồn ào, náo nhiệt khi cùng nhau tham gia các chương trình. Trên mạng xã hội, Trúc Nhân, Lưu Hoàng Dương cùng hội bạn cũng thường xuyên đăng những hình ảnh status trêu đùa nhau, thậm chí khán giả còn nhiệt tình để thuyền cho Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương. Tuy nhiên thời gian gần đây, dân mạng chỉ ra rằng Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương đã không còn tương tác với nhau nhiều như trước. Đặc biệt, netizen còn phát hiện Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương đã không còn là bạn bè trên Facebook. Tháng 12 năm 2020, hội cờ cá ngựa tụ họp nhưng Lưu Hoàng Dương và Trúc Nhân cũng không còn dính lấy nhau. Mặc cho một vài tháng trước đó, giọng ca Không Giữ Được Em vẫn còn vui vẻ chúc mừng sinh nhật đàn anh. Ngay khi người người vẫn đang chuẩn bị kết thúc năm cũ, chào năm mới, thì đêm 29 Tết, anh Đức và Trúc Nhân gây xôn xao khi đang status ẩn ý. Theo đó, anh Đức ám chỉ về nhân vật nói tiền không thành vấn đề, mà gọi tới là lúc nào cũng có vấn đề. Mấy đứa nhỏ không biết ở nhà có được dạy dỗ không, nghĩ mình có được chút gì đó gọi là rồi lấn lướt. Về phần Trúc Nhân, nam ca sĩ viết ngắn gọn: tạm biệt những người bạn chỉ biết nhận chứ không bao giờ biết cho, năm mới rồi, thanh lọc thôi. Động thái của anh Đức lẫn Trúc Nhân xuất hiện cùng thời điểm khiến cư dân mạng cho rằng cả hai đang nhắm đến cùng đối tượng. Chưa kể dòng trạng thái cũng có nội dung tương tự về câu chuyện tiền bạc, cho, nhận. Cách đây không lâu, nam ca sĩ tiếp tục có bài viết đầy ẩn ý khác như sau: muốn biết người tốt hay xấu hãy nhìn vào những hành động cử chỉ và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Muốn biết người thật lòng hay giả dối hãy nhìn vào những lúc hoạn nạn khó khăn. Muốn biết người thiện hay ác hãy nhìn vào cách cư xử khi đứng trước những cám dỗ. Nhắc về nhóm bạn thân của Trấn Thành, có lẽ người hâm mộ đã không còn xa lạ khi đây gần như là hội bạn trong số showbiz Việt nổi tiếng thân thiết, thường xuyên du lịch, check-in với nhau nhiều nhất. Ngoài anh Đức, Trúc Nhân, một số gương mặt có thể kể đến là Lưu Hoàng Dương, Quang Trung, Lê Giang. Dưới bài đăng của hai nghệ sĩ, rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác tham gia bình luận. Nếu như Lê Giang, Lưu Hoàng Dương bình luận dưới bài của anh Đức, thì phía Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy hay Hoa hậu Thu Hoài, cũng là một người bạn thân khác của Trấn Thành, cho rằng Trúc Nhân phải tạm biệt rất nhiều người. Riêng với các fan lại ngược về quá khứ khi chia sẻ lại màn song ca tình bể tình của hai anh chàng vào cuối năm 2020. Cụ thể, trong đêm nhạc của Lưu Hoàng Dương được tổ chức tại Đà Lạt, Trúc Nhân đã xuất hiện để cổ vũ chàng bạn thân và cùng góp giọng trong màn song ca hai ca khúc Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Trưa. Tuy nhiên, thời tiết lại không mấy thuận lợi khi trời đổ mưa khá to và khiến cho Trúc Nhân, Lưu Hoàng Dương phải cầm ô che chắn cho nhau ngay trên sân khấu. Chính khoảnh khắc đáng yêu này đã lập tức được người hâm mộ chia sẻ và còn từng đẩy thuyền cho cả hai. Hiện tại, tin đồn nghi vấn toang giữa Trúc Nhân và Lưu Hoàng Dương vẫn chưa rõ thực hư. Người hâm mộ rất mong muốn cả hai sẽ sớm lên tiếng để các fan có câu trả lời rõ ràng.